Tử vi thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022 tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 âm lịch ngày Tân Tỵ tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Xung ngày Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ xung tháng, Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. 1. Tuổi Tý ngày 29 tháng 3 năm 2022 dưới sự che chở của thực thần, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên nhanh chóng dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè người thân giúp đỡ để vượt qua thuận lợi hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay dù hôm nay là cuối tuần nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất tài lộc vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra thủy hòa bất dung đường tình duyên của những chú chuột lại chẳng may mắn như đường tài lộc sự ngang ngược và cố chấp có thể khiến bạn đưa ra phán xét sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề đánh mất đi cơ hội chạm tay vào hạnh phúc mà bao người mơ ước đừng lúc nào cũng khăng khăng mình là đúng bạn cần học cách lắng nghe nữa Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xanh ra trời quý nhân phù trợ, sửu, thân, thìn. hai Tuổi sửu ngày 29 tháng 3 năm 2022 cục diện tam hợp rất có lợi cho các mối quan hệ của người tuổi sửu. Đặc biệt là người độc thân nên nhân cơ hội này hãy bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn đang để ý vì cơ hội thành công rất cao. Hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình quý nhân sẽ trao cho bạn cơ hội để kéo gần khoảng cách hai trái tim. Các cặp đôi có một ngày bình an, không nhiều nỗi lo, chỉ thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui bầu bí trong ngày này lắm đấy. Thêm nữa, bạn sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc ngày thứ ba khi mà thiên ấn trao cho bạn cơ hội để thể hiện những ý tưởng của mình, biến chúng trở thành hiện thực thời điểm này dù công việc có phát sinh bất kỳ vấn đề, bản mệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và hiệu quả. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, vàng, ghi quý nhân phù trợ, tí, tỵ dậu. 3. Tuổi dần ngày 29 tháng 3 năm 2022 tỵ dần tương hại báo hiệu thứ ba này sẽ không phải là một ngày dễ chịu với người tuổi dần ngày nay bạn cần phải kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn tuy có nhiều chuyện không mong muốn nảy sinh bất ngờ ngoài kiểm soát nhưng đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình chính tài soi đường chỉ lối tài lộc đổ ùn ùn về những chú hổ có thể kiếm một khoản kha khá cho mình nhờ sự chăm chỉ và chịu khó của mình hơn nữa bản mệnh còn rất khéo léo chi tiêu vun vén tiết kiệm hàng ngày nên tiền bạc vô cùng dư giả nhân ngày tài lộc tích tụ trong tay rất thích hợp để tiết kiệm và đầu tư sinh lời để tiền bạc được sinh sôi nảy nở về tình cảm con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày ngũ hành tương sinh mộc sinh hỏa nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác phái cho người tuổi này đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc bạn nhé giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh da trời, xanh lá cây quý nhân phù trợ, ngọ, mão, tuất. 4. Tuổi mão ngày 29 tháng 3 năm 2022 bói tử vi trực tuyến, người tuổi mão may mắn được thiên tài nâng đỡ nên chuyện tiền bạc chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Các thần này mang tới tài lộc dư giả cho bản mệnh. Chuyện kinh doanh vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, dùng dình tiền tiêu. Hỏa mộc tương sinh, báo hiệu những tin vui về đường tình cảm của những chú mèo. Người độc thân có thể sẽ gặp được người ưng ý, tình cảm hứa hẹn phát triển nhanh chóng nhờ ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Những xúc cảm ban đầu nhen nhóm vô cùng tươi đẹp. Hãy nắm bắt lấy cơ hội để kết thúc cuộc sống FA của mình nhé các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ quyết định nâng cấp lên một mối quan hệ có sự ràng buộc cao hơn, đôi lứa tính tới chuyện trăm năm. Yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà, để có thể sớm chiều chăm sóc cho nhau, giúp tình yêu được thăng hoa và chẳng bao giờ dừng lại. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu. Xanh lá cây quý nhân phù trợ, mùi tuất, hợi. Nam Tuổi thìn ngày 29 tháng 3 năm 2022 tuổi thìn báo hiệu con giáp này sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, suôn sẻ như ý, những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi. Từ đó đưa ra phương pháp xử lý phù hợp. Nhiều đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên đường tình duyên của những chú rồng nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy mở lòng mình và đón nhận tình cảm của người khác. Chỉ khi bạn thực sự mở cửa trái tim thì tình yêu mới tới. Đừng quá lo lắng về những thứ đã xảy ra trong quá khứ, hạnh phúc trong tương lai mới là thứ bạn cần nắm bắt. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài phòng bếp. Bếp lò và giường ngủ của thai phụ, Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần. Ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ tí, thân, tị. 6. Tuổi tị ngày 29 tháng 3 năm 2022 ngày này, nhờ có chính quan nâng đỡ, đường công danh sự nghiệp của người tuổi tị cũng có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó. Với tinh thần trách nhiệm cao, cấp trên luôn tin tưởng giao nhiều trọng trách của tập thể của con giáp này đây vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội mà bản mệnh luôn sẵn sàng đón nhận để thể hiện khả năng của bản thân bởi bạn hiểu nó đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến không còn xa nữa ngày hòa vượng nhắc nhở những chú rắn nên chú ý tới thái độ và lối ăn nói của mình trước mặt nửa kia sự nóng này có thể khiến bạn phát ngôn những lời gây tổn thương nghiêm trọng cho người mình thương dù có tranh cãi xảy ra, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và điềm đạm hết sức có thể nhé. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, 7, tuổi ngọ ngày 29 tháng 3 năm 2022 tam hội xuất hiện giúp người tuổi ngọ hiểu rõ được điều trái tim mình thực sự muốn là gì. Bạn biết được đâu là người phù hợp với mình, đâu là người mình nên gắn bó cả đời hạnh phúc đôi khi chẳng cần tìm nơi đâu xa vời bởi nó vốn luôn hiện hữu ở ngay cạnh bạn với các cặp đôi cặp vợ chồng có các thần tre trở nên những mâu thuẫn bất hòa trước đó có thể được giảm nhẹ khi bạn luôn bao dung và biết cách lắng nghe nhờ vậy tình cảm gia đình và với một nửa của mình khá hài hòa dễ chịu đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn bất chắc người thân luôn là điểm tựa vững chắc của bạn trong cuộc sống Ngày nay còn có sự hiện diện của hung tinh thiên quan. Công việc, chuyện làm ăn kinh doanh của tuổi ngọ có thể sẽ chịu ảnh hưởng của điều này khi mà kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để lừa gạt. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để không xa bẫy, làm việc gì cũng phải kiểm tra. Tính toán cẩn thận nhiều lần. Giờ tốt. 8 tuổi mùi ngày 29 tháng 3 năm 2022 thiên ấn che chở cho vận trình ngày thứ ba của người tuổi mùi để mọi sự hanh thông, công việc luôn hoàn thành xuất sắc. Ngày này, những chú dê có thể được cấp trên giao đảm nhiệm thêm nhiều trọng trách cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chẳng còn xa nữa. Dù vẫn còn một vài khó khăn trước mắt nhưng bạn hoàn toàn có cơ hội để chuyển mình, tạo ra đột phá lớn lao nhờ ngũ hành tương sinh chuyện tình cảm của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp những mâu thuẫn trước đây được hóa giải hiểu nhầm được bỏ qua tình yêu có cơ hội thăng hoa vợ chồng thuận hòa gia đạo êm đẹp trong tháng này vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ do đó không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này tránh làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ, hợi, mão, dậu. 9. Tuổi thân ngày 29 tháng 3 năm 2022 có lục hợp quý nhân nhập mệnh, người tuổi thân có một ngày mới thuận lợi, dễ đạt được các mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó. Bên cạnh đó có bạn nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè, quan trọng là đối phương luôn giúp một cách vô tư mà không cần bất cứ hồi báo nào ngày này kiếp tài cũng ở bên rình dập và đe dọa vận trình tài lộc của con giáp này. Bản mệnh cần có những quyết định mang lý trí nhiều hơn nữa thay vì để cho cảm xúc cá nhân lần át nhiều như bây giờ. Đưa ra lựa chọn bốc đồng sẽ khiến cho tiền của công sức mà bạn tích cóp được tan biến. Hỏa khắc kim gây bất lợi cho chuyện tình cảm của người tuổi thân trong thứ ba này người độc thân có thể gặp nhiều nỗi buồn phiền khi tình duyên lận đận, dù đã tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chưa chắc cả hai đã nên duyên. Giữa hai bạn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng kim quý nhân phù trợ tí, thìn, tị. 10 tuổi dậu ngày 29 tháng 3 năm 2022 tử vi 12 con giáp miễn phí tam hợp cục xuất hiện, người tuổi dậu có một ngày vận trình nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác kinh doanh thu lợi. Các thần này mang tài lộc đến cho bản mệnh, chuyện kinh doanh vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về. Dùng dình tiền tiêu, tỷ kiên cũng giúp sức khá tốt cho con giáp này bạn có những lựa chọn đúng đắn quyết đoán và dứt khoát nắm giữ cơ hội và phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định không trần trừ hay xem xét quá nhiều mà lỡ mất thời cơ trái với vận trình sự nghiệp và tài lộc đang tăng tiến thì vận trình tình cảm của người tuổi dậu lại xa suốt khi mà ngũ hành kim hỏa sung khác gây ra những bất đồng ý kiến trong mối quan hệ của bạn và người ấy những cuộc tranh cãi của cả hai diễn ra không ngừng nhưng lại không tìm ra được cách giải quyết hiệu quả nhất. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, vàng quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. 11, tuổi tất ngày 29 tháng 3 năm 2022 chính ấn chiếu mệnh đảm bảo công việc trong ngày của tuổi tất tiến triển khá tốt. Bản mệnh trong ngày hôm nay có cơ hội để thể hiện bản thân lại thêm tinh thần làm việc nhiệt tình, tinh thần cống hiến cao độ của con giáp này khiến cho công việc không vấp phải khó khăn gì quá lớn. Nhờ thế mà bạn nhận được sự chú ý của cấp trên. Cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình. Hỏa sinh thổ che chở cho chuyện tình yêu của con giáp này phát triển ngọt ngào. Mặc kệ những rông bão ngoài kia có lớn đến thế nào hai người bạn vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, bao dung và quan trọng nhất là trái tim luôn hướng về nhau nên không có điều gì có thể chia cách được hai bạn. Theo Hải Thượng Lãn Ông Ngày 27 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xám cà phê quý nhân phù trợ dần ngọ hợi 12 tuổi hợi ngày 29 tháng 3 năm 2022 tị hợi tương xung là điểm báo có thị phi xuất hiện người tuổi hợi có thể phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu ngấm ngầm vu oan giá họa của tiểu nhân nhằm hạ bệ uy tín của bạn có vẻ như những gì bạn đạt được thời gian qua khiến tiểu nhân ganh ghét đố kỵ nên tìm mọi cách để hãm hại chặn bước tiến của con giáp này. Lại thêm sự tác động của thương quan sẽ càng khiến cho mọi chuyện thêm phần rối ren. Bạn cần phải tuân thủ những quy định đã được đặt ra chứ không phải làm việc theo cảm hứng, dù có đạt hiệu quả cao đến đâu. Có trách nhiệm với việc mình làm sẽ giúp bạn đạt được sự tin tưởng trong tập thể, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác. Hỏa thủy xung khác, vận trình tình cảm của người con giáp này cũng có phần xa sút giữa bạn và nửa kia còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, mâu thuẫn mới lại cứ xuất hiện mỗi ngày khiến bạn muộn phiền vô cùng. Người độc thân chưa thực sự hiểu về điều trái tim mình muốn nên rất khó để có thể tìm được người thực sự phù hợp với bản thân. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, mão. Mùi tí